cấu hình vậy 4 FTP. Như vậy các bạn sẽ vào server, các bạn sẽ xem cái dịch vụ FTP của chúng ta. Hiện nay FTP đang có dịch vụ của cái thiết lập có sẵn ha, thiết lập có sẵn. Các bạn có thể là tạo thêm cái thiết lập mới, hoặc là các bạn sửa cái username và password ở đây cũng được ha. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái password mới đi. Rồi, chúng ta sẽ có một cái chỗ khác thì chúng ta sẽ đổi password ở đây, username password là tài khoản FTP shift gạch lab 8, FTP shift gạch lab 8. Rồi password của chúng ta lab 8 a còng 123. Ok, quyền của chúng ta đang có là toàn quyền. Đó, chúng ta có hai tài khoản, chúng ta có thể vào bằng SQL là mặc định, hoặc là chúng ta là vào thêm cái quyền của cái tài khoản mà chúng ta mới tạo. Chúng ta sẽ test thử ở cái máy client mình đã thấy được cái FTP chưa. Rồi, trên cái máy client chúng ta sẽ vào terminal để thầy lấy cái máy kia cho nó mới. Rồi, ok. Chúng ta sẽ vào ở đây là FTP, và chúng ta sẽ gõ địa chỉ của cái máy FTP của chúng ta. Ở đây các bạn sẽ thấy nè, mình vào với cái địa chỉ ở bên này là của router, còn này là mình vào của máy tính cá nhân, thì mình vào 10.10.0.10. Nó sẽ hỏi username, thì các bạn có thể gõ một trong hai cái, một cái là SQL hồi nãy, hoặc là chúng ta gõ username chúng ta mới tạo là ftp ship gạch lab 8 enter. Rồi, đúng bát, đúng đúng username ha. Bát thì mình sẽ gõ là lab 8 a còng 123, lab 8 a còng 123. Đặc biệt trong SQL thì nó không có cho mình nhìn password là đã gõ được bao nhiêu ký tự, đó là cũng tăng bảo mật của SQL ha. Enter. Như vậy mình đã thấy được cái server FTP vào đúng cái path, và mình sẽ sử dụng cái lệnh là dir để mình xem nội dung của chúng ta. Nội dung của chúng ta là có 32 file trong cái thư mục của FTP. Thư mục của FTP hiện nay của server là nó đang mặc định là 32 file. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là trên R1 chúng ta cấu hình thực hiện tải file trong flash của router lên FTP. Như vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại các cái bước tải ở bên này. Chúng ta qua cái phần router. Các bạn muốn vào config thì trước tiên các bạn phải chuyển trạng thái của router, enable, enter, và các bạn chọn config terminal, enter, và các bạn sẽ cấu hình ở đây. Với cái phần config này thì chúng ta có IP nè, FTP user name, username là hồi nãy mình có cái path ở bên kia là lab FTP lab 8 đó. Chỗ này chúng ta sẽ gõ vô đây là FTP ship gạch lab 8 và password ha. Password password của chúng ta sẽ gõ vô là lab 8 a còng 123. Đấy, như vậy thì ở chỗ này nó có cái console nó nhìn thấy trơn à, không 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 hay ha. Rồi, chúng ta đã vào được FTP. Bây giờ các bạn muốn thực hiện copy thì ở trong này các bạn thấy là nó config path thì config ở đây nè. Đó, nhưng mà bạn muốn tải thì bạn phải quay trở ra. Chú ý cái chỗ này là cái dấu thăng của mình nó đang nằm ở đâu. Exit ha. Mình ra R1
Thì để mà các bạn biết được là mình sẽ copy những gì thì ở bên này các bạn cũng thực hiện cái lệnh clear. Mình thấy là trong này có 3 file. 3 file. Bây giờ mình sẽ chọn là copy. Copy từ cái flash sang cái FTP. Từ cái flash sang cái FTP. Ở đây, đây chúng ta đang thực hiện con lệnh này. Và bây giờ nó hỏi là cái source file mà bạn muốn cài đặt copy qua là gì? Tên file đã tồn tại cần tải lên. Đây, tên file đây. Tên file của chúng ta là có 3 file. Rồi. Rồi chúng ta cần tải lên. Enter. Như vậy thì cái address hoặc là cái name ở cái phần host đó, thì các bạn sẽ sử dụng copy đến địa chỉ nào. Như vậy địa chỉ nào, địa chỉ của cái FTP của chúng ta đang cấu hình lúc nãy là địa chỉ của cái máy này đó, FTP 10 ha. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ là 10.10.0.10, đó là địa chỉ của FTP. Rồi đến rồi, và nó sẽ hỏi rằng là cái file này nè, ở bên đích á, bạn có đổi tên không? Ở bên cái khi mà copy lên đến server rồi á, thì bạn có đổi tên không? Enter. Rồi, như vậy thì nó đã kêu là writing, cái file này nè, lên trên rồi ha, ok, nó có tổng cộng là 227.000 byte. Rồi mình sẽ coi ở bên cái máy client của chúng ta, mình vô mình xem lại ở cái thư mục FTP của chúng ta hồi nãy. Chúng ta sẽ gõ lệnh clear và nó đã lên được 33 file. Thì rõ ràng là cái file mà chúng ta mới vừa copy lên nè. Nếu như mà các bạn muốn copy nữa thì các bạn quay trở lại cái router để các bạn copy thôi, đúng không nào? Và bây giờ chỗ này chúng ta sẽ copy và nó sẽ hỏi là cái source file. Source file thì chúng ta lại copy cái file bin này đi. File bin ở đây các bạn sẽ paste ra. Enter. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ là 10.10.0.10 và các bạn để nguyên cái file này hoặc là các bạn đổi tên thành một cái file mới. Cái file mới chúng ta sẽ có thể đổi tên thành new.bin. Các bạn thử ha. new.bin. Copy. new.bin và nó sẽ writing đó từ cái file mà chúng ta đang copy. Đợi tí nó write in ha. File này có cái dung lượng khá là lớn. Cái file kia có 227.000 ký thôi. Còn cái file này thì nó có dung lượng khá lớn cho nên là nó sẽ copy lâu. Nhưng mà mình cũng muốn copy với cái lượng file này xem thử là nó sẽ thực hiện như thế nào. Các bạn chịu khó đợi tí. Mình chọn cái file lớn quá. Chọn cái file lớn thì nó copy hơi bị lâu. Bên kia cả hàng rất là nhiều lần cho nên là nó copy lâu quá. Hồi nãy mình copy cái file nhỏ kia là hay rồi, file này không chú ý copy lâu quá.
Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành cái bài lắp 8 của chúng ta. 1, bài 2, bài 3, bài 4. Đó. 1, bài 2, bài 3, bài 4. Và khi mà các bạn chấm bài thì các bạn sẽ thực hiện lại một số cái công đoạn trong bài lắp để các bạn chứng minh được là mình đã nhớ bài ha. Chứ còn nếu như mà các bạn chỉ có làm xong rồi chấm thì nó cũng không có được hay lắm. Các bạn cứ đưa vô cái file Word rồi mở lên thầy chấm thì nó không hay. Nhưng mà các bạn sẽ cố gắng làm ở nhà, chụp hình đưa vô file Word rồi nộp thêm cái file BKT lên trên LMS để hoàn thành cái bài lab nha. Ấy cha, sao lâu thế nhỉ? Rồi, ok, hên quá, cũng đã xong rồi. Và chúng ta sẽ qua bên cái máy client để chúng ta kiểm tra một lần nữa. Này là file cũ. Ok, là lên 34. Đó, lên 34. Và cái file của chúng ta là new bin đây. New bin, nó đang sắp xếp ở chỗ này. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành được bài 4 của lớp 8 rồi. Vậy thì các bạn còn phần này, các bạn sẽ tự làm nhé. Nếu mà thầy làm hết thì nó sẽ không hay. Phần này thì trong cái phần của chúng ta nó cũng đã có rồi. Cho nên là các bạn cố gắng xem thêm trong cái slide để chúng ta hoàn thành bài tiếp theo. Đây, trong cái bài slide thì chúng ta sẽ tạo những cái kết nối, đa kết nối để mà xử lý đối với hệ thống server của chúng ta. Chúc các bạn làm bài lab tốt và hoàn thành một cách xuất sắc nhất. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ ủng hộ kênh của ông Bùi Giáo nha.